Bảo tới, bảo tới, bảo tới. Thành phố Hồ Chí Minh làm gì có bảo. Bảo là đây nè, Figgear Artex mang một cái thiết kế, mang một cái phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại. Đó, đủ bảo chưa? Chiếc Figgear Artex này là gì? Mà hôm nay mình lại muốn review giới thiệu cho mọi người. Review Figgear Mix, bây giờ mọi người gọi mình là vì Figgear không ra. Thì đây là chiếc Figgear Artex, một cái phong cách Hàn Quốc và thiết kế theo vừa cổ điển mà vừa hiện đại. Thì đầu tiên, chiếc Figgear Artex sẽ được mang một cái bộ khung nhôm và cọc yên, bô tang hay là từ cái cặp vành như thế này đều được sử dụng là cặp vành nhôm của Artex. Và cái phong cách thiết kế của Artex thì nó sẽ có phần đơn giản một xíu. Và cái cọc yên này mọi người có thể thấy là cái cọc yên ở cái phong cách cơ bản sử dụng cọc yên nhôm và dạng thẳng đứng như thế này, không có bo cạnh hay là không có bo góc như các dòng Figgear khác. Về cái khung thì sẽ mang một cái tính khí động học, và cái khung này sẽ là khung nhôm rất là chắc chắn, và kết hợp với đó sẽ là cặp vành nhôm cao 5 phân của nhà chính gốc của nhà Artex luôn. Thì cái cặp vành này và cái khung này đến cái cọc yên này và ghi đông này sẽ kết hợp lại tạo nên một chiếc xe gì đó, mang một chiếc xe nó đơn giản một xíu, phù hợp cho những bạn mà muốn ít nổi bật trong một cái đám đông gì đó. Xe này thiết kế chuẩn theo khí động học, thì mọi người có thể thấy là cái ghi đông này sẽ có phần cong hơn so với các mẫu Figgear khác. Mọi người có thể so nha, như là chiếc Artex này so với cái mẫu Magic Rose hay là các mẫu Figgear House, thì cái phần ghi đông sẽ có phần cong và chuối về phía trước, và cái bản yên cũng vậy, cái bản yên sẽ dài hơn và thiết kế làm sao cho cái tư thế ngồi của mọi người có thể dốc về phía trước một xíu để tạo nên một cái tư thế ngồi khí động học, có thể giúp cho mọi người tăng tốc trên một cái khoảng thời gian ngắn và giữ được một cái tốc độ của mình trên một cái khoảng thời gian dài. Thì bên cạnh đó nữa thì chiếc Figgear Artex sẽ được mang một cái bộ chuyển động chính gốc của nhà Artex luôn. Thì xích là xích hàng đầu của FNC và giò đĩa sẽ là giò đĩa nhôm của nhà Artex. Thì chiếc Figgear Artex đang ở đây thì sẽ phù hợp cho tất cả các bạn muốn thể hiện những cái kỹ năng của bản thân cho mình, những cái trải nghiệm về xe đạp Figgear. Về cái độ nhẹ của chiếc xe này thì mọi người có thể thấy là đó, sử dụng khung nhôm của Artex rất là nhẹ thôi, một ngón tay là có thể bê được rồi. Đủ cho mọi người có thể skip được chưa? Đủ cho mọi người có thể bay được chưa? Nói bay thì hơi ghê nhưng mà rất là nhẹ, và kết hợp bộ chuyển động của nhà Artex nữa. Xích là xích hạt đậu và giá của nó chỉ có 6.850.000. Là mọi người có thể sở hữu cho mình một chiếc Figgear Artex mang đầy đủ nội thất như thế này để chinh chiến cho mình những cái cuộc thi về kỹ năng xe đạp Figgear hay làm những cái động tác về xe đạp Figgear. Clip ngày hôm nay chỉ để giới thiệu cho mọi người chiếc Figgear Artex mang một cái biệt danh đó là Báo Đêm. Báo Đêm nghe hơi rùng rợn xíu nhưng đi mà các bạn sẽ đi khá là nhiều nên các bạn đặt cho nó một cái tên rất là hầm hố như thế này. Các bạn có nhu cầu về chiếc Figgear Artex này hoặc là những chiếc Figgear khác hoặc là cái dòng xe khác, mọi người có thể liên hệ ngay cho bộ phận kinh doanh của Tâm Đức để được tư vấn size này, tư vấn màu sắc và phương thức vận chuyển thế nào là tốt nhất đến mọi người. Video của mình ở đây là kết thúc rồi. Bye bye. Bye bye.